XBB là biến chủng COVID có khả năng lây lan và trốn tránh miễn dịch hiệu quả nhất từ trước đến nay. Có 3 điều bạn cần biết về chủng này. 1. Chúng là dạng virus tồi tệ, lây nhanh nhất. XBB là biến chủng mới nhất trong hàng loạt các biến chủng được ghi nhận tại những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao. Nó đã xuất hiện ở một số quốc gia như Australia, Bangladesh, Đan Mạch, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. XBB có đầy đủ đặc tính của Omicron và Delta, nhưng tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều. 2. Chúng là chủng tiến hóa hội tụ, né tránh miễn dịch mạnh nhất. XBB cũng có khả năng trốn tránh liệu pháp kháng thể đơn dòng, khiến nhiều loại thuốc không còn có tác dụng. XBB có ít nhất 7 đột biến mới, kết hợp với nhau khiến hệ thống miễn dịch khó nhận biết, do đó nhiều khả năng trốn tránh kháng thể và xâm nhập vào tế bào. 3. Biến chủng mới có thể khiến số ca nhiễm ở người đã tiêm chủng tăng lên. Kháng thể từ cả vaccine và nhiễm bệnh tự nhiên sẽ giảm theo thời gian. Nguy cơ nhập viện sau mắc COVID-19 ở người đã tiêm vaccine là khá thấp. Các chuyên gia dự báo XBB sẽ sớm chiếm ưu thế, đẩy lùi các biến chủng cũ thành dạng không phổ biến. XBB là một biến chủng đáng quan tâm, song nó không phải lần tiến hóa cuối cùng của COVID. Virus sẽ tiếp tục đột biến và tìm ra những cách mới để trốn tránh miễn dịch ở người.